Chiều ngày 6 tháng 9, Công an phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã đột kích bắt quả tang một tụ điểm đá gà ăn tiền tại tổ 12 khu phố Thông Chữ, phường Vĩnh Hiệp. Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 7 người đàn ông, 3 con gà, 1 cân đồng hồ và một số tang vật khác có liên quan. Qua làm việc với công an, các đối tượng trên khai nhận lợi dụng lúc giãn cách xã hội, lực lượng công an phường đang tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh nên rủ nhau đến bãi đất phía sau một trại nuôi gà ở khu phố Thông Chữ đá gà ăn tiền để kiếm thêm thu nhập. Nhưng trong lúc đang chồng cửa sắt vào chân gà và cá cược mỗi lần ăn thua với nhau là 500.000 đồng thì bị công an ập vào bắt giữ cùng tang vật. Trước đó cũng tại bãi đất trống này, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Rạch Giá đã bắt giữ gần 30 đối tượng tham gia đánh bạc ăn tiền. Hiện công an phường Vĩnh Hiệp thành phố Rạch Giá đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.